Xin chào các bạn, lại là mình đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với ô tô DC. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc màn hình ZX S100Z. Bạn đang quá chán nản với chiếc màn hình nguyên bản của xe với ít chức năng, không có tính năng dẫn đường thông minh và kho ứng dụng giải trí. Màn hình Android hiện nay đang được các khách hàng tìm kiếm và nâng cấp khá là nhiều. Một trong số đó không thể ngoại trừ với màn hình ZX S100Z. Anh em đang có nhu cầu nâng cấp một chiếc màn hình giá tầm trung thì hãy xem tiếp video này nhé. Trên tay em là chiếc màn hình ZX S100Z có kích thước là 9 inch và 10 inch, có thể lắp đặt hầu hết các dòng xe trên thị trường hiện nay với độ phân giải 1280x720 Full HD, trang bị mặt kính IPS chống chói lóa. Cấu hình sẽ là RAM 2, bộ nhớ 32GB, chip 8 nhân, sử dụng hệ điều hành Android 10. Khi nói đến xe hơi thông minh và hiện đại thì không thể thiếu được Internet. Màn hình này có thể cắm SIM 4G, bắt Wi-Fi, theo Wi-Fi, từ đó sử dụng như một chiếc điện thoại thông minh, mở ra hàng ngàn ứng dụng, kho giải trí. Tính năng tiện lợi nhất mà mình thấy trên chiếc màn hình này đó là điều khiển giọng nói tích hợp trên vô lăng. Anh em chỉ cần thao tác ấn nút bấm trên vô lăng là có thể dẫn đường, mở nhạc, camera, xem phim, mở ứng dụng. Thật tuyệt vời khi công nghệ hiện đại giờ đây có thể mang lại những trải nghiệm lái xe an toàn không nào. Điều nổi bật nhất là có thể chia đôi màn hình. Anh em có thể chia đôi màn hình, vừa xem bản đồ, vừa nghe nhạc, rất là tiện lợi. Điều này cho thấy khi bạn vừa lái xe, hoàn toàn không bị mất tập trung, đảm bảo an toàn cho bạn và cho người khác. Trong số đó, một điểm mà nhiều anh em quan tâm là khả năng dẫn đường ưu việt. Có 3 loại bản đồ: Google Maps, Navitel và Vietmaps S2. Điều thú vị ở đây là Navitel và bản đồ Vietmaps S2 sử dụng offline ngay cả khi bạn không có Internet. Hai bản đồ này sẽ giúp bạn cảnh báo tốc độ giới hạn, cảnh báo các biển báo cấm, camera phạt nguội, từ đó giúp bạn tránh mắc các lỗi vi phạm giao thông đáng kể. Nếu ai yêu thích cái đẹp thì chắc chắn sẽ thích điều này. Giao diện màn hình có thể tùy chỉnh với hàng trăm các màu sắc phong thủy, giúp giao diện màn hình trở nên hiện đại và đẳng cấp hơn. Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có thể thay đổi màu xe, biển số và cả màu sắc xe theo sở thích. Đặc biệt, ZX đã tối ưu giao diện cho người dùng. Anh em có thể cài đặt mọi ứng dụng ngay trên màn hình chính để việc thao tác mở ứng dụng trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Và một tính năng mà nhiều anh em cũng rất là thích đó là định vị xe. ZX Tracking, tính năng này sẽ giúp anh em quản lý được xe ở đâu, từ đó phòng tránh được trộm cắp ở những thiệt hại đang có. ZX S100Z được bảo hành điện tử chính hãng lên tới 24 tháng nên anh em yên tâm mà sử dụng. Đặc biệt khi mua màn hình ZX, bạn sẽ được quà tặng bao gồm một SIM 4G tốc độ cao, một camera hành trình ZX cộng thẻ nhớ và bản đồ Vietmaps S1 bản quyền. Với giá chỉ 6.900.000, anh em được tặng ngay một bộ cảm biến áp suất lốp tích hợp ngay trên màn hình Android. Nếu anh em không cần hoặc đã có cảm biến áp suất lốp, giá chỉ còn 5.900.000. Hãy chia sẻ video này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích. Đừng quên ủng hộ một like và subscribe để bọn mình có thêm động lực và ra nhiều video hay hơn về công nghệ ô tô nhé.